Anh tiểu thư, khách đã đến đủ, cô có thể bắt đầu rồi. Đây là quản gia, xảy ra chuyện nên tôi đã tìm một người bạn đến giúp tôi xử lý việc trong nhà. Tú Cát tiên sinh là người bạn tôi quen hồi đi du học, từng được đào tạo ở Học viện Quản gia Hà Lan, là một quản gia chuyên nghiệp. Chào ngài công tước, cảm viện tiểu thư, ma tay tiên sinh. Ngón tay người này khớp tay thô, không có sự nho nhã mà một quản gia nên có. Vô cùng cảm ơn mọi người đã đến đây để chúc mừng sinh nhật bố tôi. Chỉ tiếc là tình trạng sức khỏe của ông ấy không được tốt, không thể đích thân cảm ơn mọi người. Cuối cùng, tôi còn muốn nhờ luật sư tuyên bố một tin. Đây là giấy tờ hôm qua công tước Lạc Khắc tự tay ký tên. Giơ lên. Vì sức khỏe không tốt, nên ông ấy đã giao tất cả tài sản mà mình sở hữu, bao gồm các bất động sản, cổ phần, trái phiếu, cho Thiên Tuyết Anh tiểu thư toàn quyền quản lý. Cái gì? Sao đột ngột thế? Sao lại mang tài sản cho một đứa con nuôi? Gia tộc Lạc Khắc dù sao cũng là một gia tộc lâu đời, có hàng trăm năm lịch sử, gia sản vốn đồ sộ. Cho dù Nam Hy qua đời, công tước Lạc Khắc đau lòng quá độ thì cũng không thể giao số tài sản này cho Thiên Tuyết Anh, một đứa con gái nuôi. Còn không phải là nuôi từ nhỏ đến lớn, toàn quyền xử lý. Trong gia tộc Lạc Khắc, sao lại có thể không có người tiếp quản được? Tất nhiên, đây chỉ là tạm thời thôi. Bố tôi sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ giao lại quyền quản lý cho ông ấy. Bây giờ, tôi chỉ mong ông ấy có thể mau chóng khỏe lại. Tôi tự thấy năng lực có hạn, có lẽ sẽ không thể hoàn thành tốt sứ mệnh ông ấy giao cho tôi. Nên mong mọi người ở đây sẽ thông cảm. Bây giờ, tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Mong mọi người cùng tôi cầu phúc cho bố, cầu mong ông ấy sớm ngày khỏe lại. Đi điều tra thân phận của Tú Cát kia. Ngài nghi ngờ Thiên Tuyết Anh tiểu thư. Tôi sẽ không để bất cứ ai tổn thương cô ấy. Cho dù chỉ có một chút khả năng. Cảm ơn mọi người. Bây giờ vũ hội chính thức bắt đầu. Đúng là một đứa con gái hiếu thảo. Đúng vậy, so với Nam Hy bướng bỉnh kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Còn không phải sao, hai đứa nhà tôi chắc chắn chỉ hận tôi không chết sớm để chúng tiện chia tài sản. Anh tiểu thư, có thể mời cô nhảy không? Bài đầu tiên là vinh hạnh của tôi. Này, tôi mở lời trước mà, anh không thấy tôi gần cô ấy nhất sao? Ồn ào. Hai người tránh ra đi. Hôm nay anh tiểu thư là bạn nhảy của tôi. Cười. Ánh mắt cầu cứu. Cộc cộc. Tôi nghĩ các anh có lẽ phải thất vọng rồi. Vì điệu nhảy đầu tiên của anh tiểu thư đã được hẹn trước. Phải. Đúng vậy. Ngài công tước đã mời tôi nhảy bài đầu tiên. Ngài công tước. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không phải sẽ nhảy với ngài công tước thật đâu. Cảm viện, cô không để ý chứ? Tôi tất nhiên sẽ không để ý. Nhưng tôi có một người tốt hơn. À bác. Ngài công tước có gì sai bảo? Cậu nhảy với anh tiểu thư đi. Đẩy. Nếu anh thật sự nhảy cùng cô ấy thì em không để ý chứ? Em để ý. Nhưng chẳng phải em chưa kịp nói thì đã bị anh cướp lời rồi sao? Em vốn định bảo William nhảy cùng với cô ấy. Muốn nhảy cùng với người phụ nữ khác. Anh chịu chứ em không chịu đâu. Vậy còn tạm được. Hôn. Này,
Đây là đại sảnh đấy. Vậy chúng ta đến văn phòng của em. Bây giờ không được. Anh về đợi em trước. Em sắp xếp xong sẽ lại lập tức đến ngay. Đẩy ra. 5 phút thôi đấy. À quyết. 15 phút. Được. Vậy em đi sắp xếp trước đây. Vẫn không vui. Nắm lấy. Không được trễ giờ. Nếu không, hậu quả tự chịu. Ở đại sảnh. Anh tiểu thư. Nếu cô có nhu cầu về phương diện này, thì lúc nào tôi cũng có thể đáp ứng. Sờ. Anh hiểu lầm rồi. Dáng người anh tiểu thư rất đẹp. Anh, thả tôi ra. Ngài công tước là của Cam, cô đừng nên suy nghĩ đến nữa. Áp sát. Xét về tài sản, gia thế, tôi cũng không hề thua kém ngài công tước. Hay là cô cứ đi theo tôi đi. Anh nói linh tinh gì thế? Tôi không hề có ý đó. Không có ý đó, cô tưởng người khác là đồ ngốc sao? Kiểu trà xanh này không có tác dụng với tôi đâu. Jun, cô có ý đồ quyến rũ ngài công tước, tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Không có. Anh tiểu thư, vậy sao tim cô lại đập nhanh thế? Không phải, là cô vẫn chưa nếm thử mùi đàn ông đấy chứ. Anh còn không thả tôi ra, là tôi hét lên đấy. Không sao, mọi người đều biết tôi là playboy, sàm sỡ phụ nữ vốn là sở trường của tôi mà. Hôn tay. Xin phép. Ồ, chẳng lẽ lại là thật sao? VKC, tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Không sao rồi. Có cần tôi xử lý hắn không? Đẩy ra. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Anh ra ngoài tiếp đón khách trước đi. Để mắt đến Ma Tây. Đợi lát nữa tôi ra ngoài là có thể thực hiện kế hoạch. Vâng. Còn về A Bác. Tên khốn này, rồi có một ngày tôi sẽ tự tay thiến hắn. Gọi, tút tút. Hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả, hình như đúng là một con gà mờ. Đây không phải điều tôi quan tâm. Được rồi, ngài công tước của tôi. Tôi nghĩ không phải là cô ấy. Còn công tước là khác thì sao? Vẻ mặt ngờ nghệch như thế, cậu bảo có phải ông ấy giả vờ không? Nếu là thật thì diễn xuất quả là không tồi. Còn ai sánh bằng cậu nữa? Tôi đâu có giả vờ, tôi chỉ làm con người thật của mình thôi. Nhưng phu nhân công tước của cậu quả thật rất hấp dẫn. Có một anh chàng đẹp trai cản đường cô ấy rồi. Có cần tôi đi giúp không? Ma Tây sao? Đoán đúng rồi, được rồi, tôi đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đây. Cam viện, nhìn. Sắc mặt anh không được tốt, uống ít rượu mạnh thôi. Chút rượu này vẫn ổn. Tiểu đường thế nào rồi? Vết thương sắp khỏi hẳn rồi. Anh muốn nói chuyện với em, hôm khác nhé. Là chuyện vô cùng quan trọng. Em cũng có chuyện vô cùng quan trọng. Xin lỗi nhé. Đợi đã nào. Ồ. Anh Ma Tây. Thị trường cổ phiếu gần đây có gì mới không? Anh thấy sao? Thượng đế không báo tin cho anh à? À, Cam viện. Trong góc tối. Được rồi, bắt đầu thôi.
E là cô phải thay đổi kế hoạch. Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Kế hoạch của chúng ta không có vấn đề. Thế nhưng Cam Viện đi mất rồi. Sao cô ấy đi nhanh thế? Gần đây, để lấy được lòng tin của Cam Viện, đã cố gắng lấy lòng cô ấy. Sao đến giờ phút mấu chốt, nhân vật chính lại chạy đi thế? Anh tiếp đãi khách. Một mình tôi đi xem thử xem. Vâng. Cam Viện đi đâu rồi? Cô ấy về phòng làm việc rồi. Vậy tôi qua đó tìm cô ấy. Tiên sinh, theo tôi thấy, ngày để hôm khác đi, Hoàng Phủ Quyết cũng đang ở trong văn phòng. Đây chính là chuyện quan trọng của cô ấy sao? Là đến bên hắn à? Anh Ma Tây. Anh Ma Tây vội vàng bỏ đi thế này là vì tôi tiếp đãi không chu đáo sao? Xin lỗi anh tiểu thư. Tiên sinh, ngày ấy cảm thấy hơi khó chịu. Vậy có cần tôi mời bác sĩ giúp anh không? Quay đầu. Rõ ràng cô biết tôi không thích cô, vì sao còn cứ bám theo tôi? Anh Ma Tây. Trời sinh lẳng lơ à? Tôi chỉ... Tôi ghét nhất là loại phụ nữ như cô. Anh tiểu thư, tiên sinh, dạo này tâm trạng của anh ấy không tốt lắm, cô đừng để ý. Anh Bảo La. Xin anh cho tôi một cơ hội. Tôi biết anh ấy không thích tôi chỉ không kiềm chế được bản thân. Cho tôi thử thêm lần nữa, được không? Với tính cách của tiên sinh, chỉ sợ... Vù vù. Đi đến. Rượu. Đây. Sao cô vào được đây? Cút ra ngoài. Tôi biết tâm trạng anh không tốt. Nếu như anh đồng ý, tôi có thể làm người lắng nghe. Cút. Tôi xấu lắm sao? Tôi không có chút sức hút nào sao? Vì sao ở trong mắt anh, tất cả phụ nữ đều không sánh bằng Cam Viện? Rõ ràng cô ấy đã chát. Jun. Không ngờ anh lại tàn nhẫn với tôi như thế. Bố tôi còn chưa từng đánh tôi mà anh lại đánh tôi. Jun. Tôi biết mình không sánh bằng Cam Viện, nhưng rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai? Chẳng lẽ ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất anh cũng không thể cho tôi sao? A, nắm lấy. Tôi và cô gặp nhau chưa quá 10 lần mà đã khiến cô yêu tôi sâu đậm, một lòng với tôi sao? Tôi chỉ ngưỡng mộ anh Ma Tây. Tình cảm trong lòng có lúc tôi có thể kiềm chế được. Hành động của cô chỉ có hai cách giải thích. Một là cô quá ngốc, nhìn không hiểu ánh mắt của người khác. Rõ ràng người ta chán ghét cô mà cô còn cứ đeo bám. Nhưng nếu là như vậy thì chắc hẳn công tước Lạc Khắc đã không giao sản nghiệp to lớn cho cô. Hay là cô có mục đích khác, thế nên mới ở đây khom lưng uốn gối, hạ thấp bản thân. Nhưng bây giờ cô là con gái duy nhất của công tước Lạc Khắc. Người theo đuổi cô còn nhiều không đếm xuể. Cô muốn cái gì mà lại khiến cô phải hạ mình đến mức này? Tư duy của người này quả nhiên rất nhạy bén. Anh Ma Tây, tôi không ngờ anh lại nghĩ về tôi như thế. Nếu hành động của tôi đã ảnh hưởng đến anh, thì tôi xin lỗi anh. Kéo lên. Cười. Anh ấy cười rồi. Mình biết mà, người đàn ông này không thể nào lòng dạ sắt đá đến mức này. Vù. Cái gì? Đó là một quyển album. Quyển album này trông có vẻ hơi cũ, có thể khiến Ma Tây quan tâm thế này. Trong đó là ảnh của ai thế? Bảo La. Tiên sinh.
Anh tiểu thư, có chuyện gì thế này? Đưa cô ấy ra ngoài, đừng để cô ấy ở đây làm tôi chướng mắt. Vâng. Cô ngồi xuống trước đi, tôi giúp cô xử lý vết thương. Thật xin lỗi, tôi không nên để cho cô vào. Là tôi xin anh, chuyện này không thể trách anh. Quyển album vừa nãy anh Matei vừa cầm trong tay trông có vẻ rất quý giá. Trong đó là ảnh của Gaia sao? Tiên sinh quả nhiên đã hối hận khi vứt nó đi. Mình quyết định nhặt nó về, quả là sáng suốt. Đó là đồ của tiên sinh, tôi cũng không rõ nữa. Xem ra Matei nâng niu như thế, số ảnh đó nhất định không tầm thường. Tôi đưa cô đến bệnh viện xem thử nhé. Không cần đâu, anh bảo quản gia của tôi đến đón tôi là được rồi. Một lúc sau. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì thế? Chỉ là không cẩn thận ngã thôi. Đỡ tôi đi, chúng ta về trước rồi nói. Vâng. Vù vù. Bộp. Matei. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chém anh thành trăm mảnh. Hắn đã đánh cô à? Chuyện này không quan trọng. Tôi phát hiện trong tay Matei có một quyển album. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong đó chắc là ảnh của Cam Viễn. Nếu tôi lấy được số ảnh đó sẽ chứng minh được thân phận của cô ấy. Đến lúc đó Hoàng Thất và Hoàng Phủ Quyết biết được bối cảnh của cô ấy nhất định sẽ rất thú vị. Matei rất cảnh giác, muốn lấy được album không hề dễ dàng. Ừ, tôi tự có cách. Khách sạn Hoàng Gia. Đây. Đang xem gì thế? Tài liệu về Thiên Tuyết Anh. Anh đã tra được thông tin về tài khoản trước đây chuyển tiền cho sát thủ. Chủ tài khoản là Nam Hy. Nhưng Nam Hy đã mất rồi. Anh nghi ngờ Thiên Tuyết Anh sao? Ừ. Ra thế như công tước Lạc Khắc sẽ không tùy tiện giao hết tài sản cho một đứa con gái nuôi quản lý. Mà thân phận cô ấy lại quá trong sạch. Hôm nay, lúc luật sư tuyên bố, em cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Mà em luôn cảm thấy hình như đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Anh sẽ cho người tiếp tục điều tra công tước Lạc Khắc và Thiên Tuyết Anh. Gần đây, em chú ý đến cô ấy một chút. Ôm. Em hiểu, cô ấy còn chưa được coi là bạn. Em sẽ cẩn thận ứng phó với cô ấy. Không chỉ có cô ấy, còn có cả người khác nữa, bao gồm Matei. Anh biết hai người có lẽ từng là đồng đội vô cùng thân thiết, nhưng anh không tin tưởng hắn. Em hiểu, em sẽ luôn giữ cảnh giác. Dù đối phương là ai? Quảng Thâm sắp hiện rõ rồi, có phải tối qua lại thức khuya rồi không? Anh nhìn anh đi, Quảng Thâm xuất hiện rõ rồi, có phải tối qua lại thức khuya không? Một mình ngủ không được. Quay về nghỉ ngơi sớm đi, đợi buổi tiệc kết thúc, em sẽ về với anh. Ngày mai nếu có thời gian thì đến Hoàng Cung một chuyến, Tiểu Đường nhớ anh rồi. Không, trừ khi em về với anh. Em là tổng giám đốc mà. Nhưng em cũng là người phụ nữ của anh. À, đây là văn phòng. Sẽ có người vào đấy. Yên tâm. Anh bảo William canh ở bên ngoài rồi. Ngoài em ra, không ai được phép vào. Em, sáng mai khách sạn có cuộc họp. Phải đến chiều em mới có thời gian. Quả nhiên, anh quá dung túng cho em. Hôm sau, khách sạn Hoàng Gia. Alo. Đây là khách sạn Hoàng Gia. Quý khách, muốn đặt phòng à? Vâng. Vâng, nhìn. Quý khách, mời đi bên này. Tỷ lệ vào ở là 15%, vượt xa mong đợi của chúng ta. Vẫn còn chưa đủ. Tỷ lệ vào ở là 20% mới có thể duy trì được việc thu chi cân bằng. Muốn kiếm tiền, ít nhất tỷ lệ vào ở phải trên 50%.
Nhưng chỉ dựa vào việc tuyên truyền miệng thì e là rất khó, vẫn phải nghĩ ra một vài kế hoạch quảng bá để gia tăng danh tiếng của khách sạn mới được. Phải rồi, chẳng phải hôm nay cô định về thăm con trai sao? Đúng vậy, hai ngày không gặp thằng nhóc kia rồi, mặc dù đã gọi điện mấy cuộc điện thoại, nhưng mình vẫn rất nhớ nó. Hai ngày nay cô cũng vất vả lắm rồi, hôm nay cứ ta làm trước đi, tự tôi về Hoàng Cung là được. Vậy làm sao được, ngài công tước yêu cầu tôi bảo vệ cô suốt 24 giờ, tôi sẽ đưa cô đến Hoàng Cung. Được, vất vả rồi. Em tan làm trước rồi, đi ra. Helen đưa em qua đó nên anh không cần phải đến đón em. Cẩn thận. Rầm. À viện. Két két. Chuyện này là thế nào? Là thế nào? Tôi không bị thương. Tôi không sao. Tôi thật sự đang nghi ngờ mình đang lái xe tăng. Cả đầu xe đều lõm xuống. Nhưng bọn mình lại không sao. Chẳng trách trước khi đi làm lại đặc biệt tặng chiếc xe này cho mình. Bà ấy dùng cách thanh niên dễ tiếp nhận hơn để bảo vệ bọn mình. Tấm lòng này, à viện. Lên tiếng đi, trả lời anh. Cạch cạch, em đây, em không sao. Lập tức xuống xe, tìm một nơi an toàn đợi anh. Đợi anh lập tức đến ngay. Đừng lo, em sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Nhìn kìa, cô ấy là... Bạn gái của ngài công tước là Cam Tiểu Thư. Qua tòa nhà bên kia. Không ngờ bạn gái của ngài công tước lại xảy ra tai nạn xe. Đây là tin tức lớn đấy, mau chụp đi. Điện thoại của tôi. Ai va vào tôi thế? Đáng ghét, điện thoại của tôi rơi vỡ rồi. Bảo La, Gaia tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Là tai nạn xe, trước mắt vẫn chưa có thể xác định được có phải là do có người cố ý gây ra hay không. Tiểu thư, người đi rồi. Tốt lắm. Mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch. Cô cẩn thận đấy. Tôi hiểu. Tốt lắm, mang dụng cụ đủ rồi. Đi thôi. Cho dù anh thông minh hơn nữa thì đã sao? Một kế điệu hổ ly sơn nho nhỏ đã dễ dàng khiến anh đi vào khuôn khổ. Tình cảm. Lãnh tụ của Xích Diễm có nói gì đến tình cảm? Đây là anh tự tìm đường chết. Tôi đến rồi. Bây giờ tôi sẽ giúp cô ngắt điện. Cô phải tranh thủ thời gian, chỉ có 3 phút thôi. Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại mất điện? Mau cho người đi xem thử xem. Tìm kiếm xung quanh. Ở đây. Ha, cười lạnh. Đúng là một kẻ si tình. Tiểu thư, còn 20 giây. Xong ngay đây. Lần đầu tiên, bàn tay nhỏ bé cầm dao. Lần đầu tiên, học bắn súng. Lần đầu tiên, tay không leo núi. Lần đầu tiên dùng dao giết thú dữ. Không ngờ trong cuốn album của ba Tây lại có nhiều bảo bối thế này. Cam viện, lần này tôi sẽ khiến cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khiến cô sụp đổ hoàn toàn. Cô muốn làm hoàng tử phi, hoàng hậu, đừng hòng. Tôi phải đoạt hết mọi thứ của cô, địa vị, bạn bè, người yêu, con gái. Tôi phải khiến cô nếm trải mùi vị đó. Tôi phải khiến cô đau không muốn sống,
sau đó lại khiến cô dùng cách đau khổ nhất để chết đi. Tất cả những gì lúc đầu cô ban tặng cho tôi sẽ trả lại cô gấp bội. Chiếc xe đó rõ ràng là cố ý đâm vào xe mình. Là ai đã không nhịn được bắt đầu ra tay với mình? Ai? Gai à, là anh. Gõ. Ma tay, sao anh ấy lại đến đây? Helen đợi đã, là người quen của tôi. À, soạt. Em sao rồi, có bị thương không? Đừng lo, em không sao, em không hề bị thương. Sao có thể thế được? Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Ma tay, em thật sự không sao. Nắm, hơn nữa, A Quyết nói, lát nữa anh ấy sẽ đến đây. Đừng nhắc đến tên hắn với anh, bây giờ hắn đang ở đâu? Nhất định lại đang lo việc quốc gia đại sự của hắn. Trước đây, anh đã cảnh cáo Hoàng Phủ Quyết rồi, vì sao hắn lại như thế? Lần trước đã vậy, lần này cũng thế, lần nào cũng đến muộn. Ma Tây, anh bình tĩnh lại đi, đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Vậy thì đến bệnh viện kiểm tra trước rồi nói. A Viện. Ngăn lại, Ma Tây, thả cô ấy ra. Rút. A Quyết. Tránh ra. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không giao cô ấy cho anh nữa. Vậy sao? Rằng co. Hai người đủ rồi đấy. Tôi không phải là món hàng. Đi theo ai là tự do của tôi. Vậy em có bị thương không? Tôi nói rồi. Anh có thể đi, nhưng cô ấy buộc phải ở lại. Tránh xa. Tôi nể mặt A Viện nên mới không tính toán với anh. Tốt nhất anh đừng được nước lấn tới. Nếu không phải vì cô ấy thì anh sớm đã chết rồi. Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng lần nào anh cũng đẩy cô ấy vào hiểm cảnh. Lúc ở quảng trường cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không giao cô ấy cho một người ích kỷ như anh. Tôi thừa nhận tôi chăm sóc A Viện không tốt. Còn anh thì sao? Lần nào cô ấy nhìn thấy anh cũng sẽ căng thẳng. Đó là vì sao? Vì sao năm đó cô ấy lại rời xa anh? Chẳng lẽ anh không biết sao? Anh coi cô ấy là vũ khí giết người của anh, chưa từng xem cô ấy như một con người thật sự. Anh nói linh tinh gì thế? Trong lòng tôi, cô ấy là sự tồn tại quan trọng nhất. Vậy anh còn nhớ tôi và Cam Viện vì lý do gì mà gặp nhau không? Anh, câm miệng. Câm miệng. Cẩn thận, Cam tiểu thư, công tước. Cam Viện. A. Em vì hắn mà không màng cả mạng sống sao? Anh. Chúng ta đi. Bảo vệ công tước. Cam tiểu thư, không sao chứ? Em vẫn đi theo hắn sao? Hạ xuống. Cuối cùng, em vẫn bỏ rơi anh sao? Phủ công tước. Cam tiểu thư, huyết áp hơi thấp, chắc là mấy ngày nay hơi mệt, chú ý nghỉ ngơi là được. Còn lại đều ổn cả. Không cần uống thuốc sao? Công tước yên tâm, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Hà Quyết. Em nghỉ ngơi trước đi, chuyện này giao cho anh xử lý. Hà Quyết, Ma Tây không phải là muốn làm hại anh. Anh ấy chỉ muốn đưa em đi. Nhưng anh sẽ không đồng ý. Nhưng anh đảm bảo, chỉ cần anh ấy rời khỏi nước A, anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Hôm nay em mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi,
Sáng mai chúng ta sẽ cùng đi thăm Tiểu Đường. Vâng. Cứ cảm thấy hình như có người đang âm thầm thúc đẩy tất cả chuyện này. Không thì vì sao Ma Tây luôn có thể gặp được bọn mình rồi xảy ra xung đột với A Quyết? Sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế chứ? Rốt cuộc là ai nhỉ? Hôm sau. Mẹ. Ngủ thêm một lúc nữa đi. Mẹ ở đây. Mẹ. Theo mẹ đến thư phòng. Hoàng hậu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ngài công tước. Chào hoàng hậu, tôi có chút việc gấp muốn báo cáo với ngài công tước. Quay người bỏ đi. Thưa ngài, nói nhỏ. Nhìn. Scandal hot, hoàng phi tương lai, xuất thân là xã hội đen. Mẹ, con có việc rất quan trọng buộc phải lập tức xử lý. Vào đây, đóng cửa lại. Chuyện này mẹ đã biết rồi. Sao các con lại bất cẩn như thế? Con là chữ vương, là quốc vương tương lai. Vợ con lại xuất thân từ xã hội đen. Tin tức như thế này sẽ trở thành vũ khí để chính địch tấn công con và đất nước này. Tin chắc chẳng bao lâu sau, mọi người đều sẽ biết tin tức này. Trước khi đám nhà báo tìm đến, chúng ta buộc phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Các con tạm thời tách ra mấy ngày. Chúng ta nghĩ cách dẹp yên dư luận, rồi lại để Cam Viện quay lại. Với bên ngoài, con buộc phải khẳng định là con hoàn toàn không hề biết những chuyện này. Mẹ đang bảo con phải đẩy hết trách nhiệm cho cô ấy sao? Làm vậy không công bằng với cô ấy.